Thân ái chào các bạn và các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm thập bi. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là 1 lít nước. Mình đổ trong nồi. Ta bật bếp lên. Và đây là 200g đường. Và đây là 1 gói thạch trâu câu, con cá dẻo. Bây giờ ta dùng cái này ta quậy lên cho nó thật đều. Bây giờ nồi nước của mình sôi rồi, ta bắt đầu bỏ rau câu vào. Ta quậy, vừa đổ vừa quậy. Và bây giờ rau câu của ta đã sôi rồi, ta để cho sôi 5 phút rồi ta bắt ra. Bây giờ nồi rau câu của ta sôi được 5 phút rồi, ta bắt đầu cho vani vào. Và mình cũng cho vô một chút xíu muối. Rồi ta tắt bếp. Bây giờ mình bắt rau câu xuống cho nó nguội bớt. Và mình hớt bọt rau câu. Bây giờ mình đổ trong cái ca này 20g sữa tươi. Và ta đổ rau câu trong cái ca này. Giờ mình quậy lên. Và
Và bây giờ ta bắt đầu đổ vô khuôn. Ta lại khuôn lại. Các bạn và các cháu nhớ là cái râu câu nó phải tràn ra khỏi cái lỗ này nhé mới được. Bây giờ ta lấy thun ta cột lại. Khuôn này mình có thể làm đá cũng được. Và ta dùng cái vật nặng ta đè lên. Mình để khoảng 1-2 tiếng nó đông các bạn ạ. Và bây giờ thạch của mình đã đông rồi, ta bắt đầu lấy thạch ra. Bây giờ thì ở trong đây nó dính, có những cái nó thừa nó dính như vậy, mình lấy ra mình nấu lại. Đó, ta thừa những cái này ta lấy ra ta nấu lại. Ta bật bếp lên ta nấu lại. Trong cái ca này nó có dính như ta cũng lấy ta nấu lại. Bây giờ mình nấu lại cho cái nồi này nó nóng lại, nó sôi lại. Bắt đầu ta tắt bếp. Và ta múc xuống. Ta cho vào đây 20g sữa tươi. Và ta để cho rau câu của người ta nó nguội bớt. Bây giờ rau câu của ta nguội bớt rồi, ta bắt đầu đổ vào trong ca. Và ta đổ màu xanh vào. Các bạn và các cháu thích màu gì thì đổ màu đó vào. Và ta tiếp tục đổ vào trong khuôn. Và ta đậy khuôn lại. Đó, mình phải là cho cái rau câu này nó tràn ra khỏi khuôn mới được thì nó mới đầy được. Nếu nó chưa tràn thì ta đổ thêm vào. Nó tràn chưa hết ta đổ thêm vào. Bây giờ ta dùng thông cột lại.
ta cũng đè lên khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì nó đông. Bây giờ thì ta còn dư cái rau câu này, ta bắt đầu bỏ đá vào trong tô. Và ta đổ dầu ăn vào. Bây giờ mình đổ cái này vào trong cái bình. Cái rau câu này vào trong bình. Ta đậy nắp lại. Bây giờ ta bắt đầu nhỏ vào trong cái chén dầu ăn, ta nhỏ trên dầu ăn. Đó ta nhỏ, chỗ nào có dầu ăn thì ta nhỏ vào. Bây giờ mình vớt cái chân trâu này ra và mình đem rửa. Bây giờ rau câu của mình đã đông rồi, ta bắt đầu lấy ra. Đây là dĩa thạch rau câu bi rất đẹp. Và đây là rau câu thủy tinh. Các bạn và các cháu thân mến, đây là một cái khuôn để đổ rau câu bi. Mình có thể làm đá cũng được, mình làm đá nó cũng thành đá bi. Và những cái lỗ này này, nếu nó bít thì ta về ta đục nó ra, chứ nếu ta không đục ra thì nó rau câu nó không đầy được. Đây là một cái khuôn mình mua 30.000 ở chỗ bán dụng cụ bếp bánh. Và mình đổ thì mình nên đổ màu trắng trước, rồi mình đổ các màu sau, cuối cùng là màu nâu. Tại vì cái màu nâu này là mình những cái thừa dính khuôn, dính gì đó mình lấy mình nấu lại thì mình cho là màu nâu. Tại vì nó màu đỏ, màu xanh, màu gì đó lẫn lộn, mình nấu lại thì mình cho là màu nâu. Còn màu trắng, màu hồng, màu xanh ta nấu trước. Những cái gì mà nó dính ở chung quanh đây hay là dính son, dính nồi, dính cái gì hết là mình bỏ ra mình nấu được hết. Và cái chai này, cái rau câu nó dính cái chai này, mình cũng đổ ra mình nấu luôn. Mình đổ nước, mình xúc, mình đổ ra nấu luôn. Và mỗi khi ta nấu luôn, nấu lại thì ta cho thêm một miếng nước nữa để cho nó khỏi cứng quá. Tại vì mỗi lần mình nấu là nó sẽ bị cạn đi. Vậy là ta đã hoàn thành rau câu bi. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình.